Chào quý vị đang theo dõi tin tức Covid-19 mới nhất. Thưa quý vị, Hà Nội biểu đồ dịch dựng đứng kỷ lục có 222 ca mắc mới và 105 ca cộng đồng. Hà Nội vừa phát hiện ra 222 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ qua với 105 ca cộng đồng. Đây là ngày mà thủ đô có số ca mắc trong ngày và số ca cộng đồng cao nhất từ trước tới nay. Sở Y tế Hà Nội tối mùng 9 tháng 11 thông báo có thêm 222 ca mắc Covid-19 mới trong đó có 105 ca cộng đồng, 97 ca phát hiện ở khu cách ly và có 20 ca ở khu phong tỏa. Đây là ngày mà Hà Nội có số ca mắc trong ngày và số ca cộng đồng cao nhất từ trước tới nay, kể từ năm 2020. Trong số này, có 104 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, 45 người đã tiêm một mũi, số còn lại chưa tiêm, chưa đủ tuổi tiêm vaccine hoặc là không có dữ liệu. Phân bố tại 18 trên 30 quận huyện như sau, Gia Lâm 51 ca, Nam Từ Liêm 30 ca, Hà Đông 23 ca, Thanh Xuân 18 ca, Long Biên 16 ca, Hoàng Mai 12 ca, Bắc Từ Liêm 10 ca, Cầu Giấy 9 ca, Ba Đình 8 ca, Đống Đa 7 ca, Quốc Oai, Hoài Đức mỗi nơi 5 ca, Đông Anh, Tây Hồ mỗi nơi 4 ca, Thanh Oai, Mê Linh, Thanh Trì, Trường Mỹ, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm mỗi nơi 3 ca, Thường Tín, Mỹ Đức mỗi nơi 1 ca. Phân bố 222 ca mắc mới theo các chùm ca bệnh và ổ dịch như sau chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt 45 ca, chùm liên quan tới các tỉnh có dịch thứ phát 17 ca, chùm sàng lọc ho sốt 12 ca và chùm liên quan đến các tỉnh có dịch 6 ca. 9 ổ dịch bao gồm chùm liên quan đến ổ dịch chợ Ninh Hiệp Gia Lâm 44 ca, chùm liên quan tới ổ dịch Trần Duy Hưng 39 ca, chùm liên quan ổ dịch kho hàng Shopee khu công nghiệp Đài Tư 26 ca, chùm liên quan đến ổ dịch Phú Đô Nam Từ Liêm 11 ca, chùm liên quan ổ dịch Phú La Hà Đông 8 ca, chùm liên quan đến ổ dịch tại Sài Sơn, thị trấn Quốc Oai, 5 ca, chùm liên quan ổ dịch Bạch Chữ, Tiến Thắng, 4 ca, chùm liên quan ổ dịch Đường Bưởi, Cống Vị, 3 ca, chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa, 2 ca. Như vậy ngày hôm nay đã có thêm ổ dịch mới ở Phú Đô, Nam Từ Liêm với 11 ca dương tính mới. Phân bố 105 ca cộng đồng theo chùm như sau. Chùm liên quan đến ổ dịch Trần Duy Hưng 38 ca, ho sốt thứ phát 21 ca, ổ dịch Phú Đô Nam Từ Liêm 11 ca, sàng lọc ho sốt 11 ca, ổ dịch chợ Ninh Hiệp Gia Lâm 11 ca, liên quan đến các tỉnh có dịch Thứ Phát 6 ca, ổ dịch kho hàng Shopee khu công nghiệp Đài Tư Long Biên 5 ca và liên quan đến các tỉnh có dịch là 2 ca. Phân bố 105 ca cộng đồng theo 18 quận huyện như sau: Nam Từ Liêm 19 ca, Gia Lâm 13 ca, Hà Đông 12 ca, Thanh Xuân, Cầu Giấy mỗi nơi 9 ca, Bắc Từ Liêm 7 ca, Hoàng Mai, Ba Đình, Hoài Đức mỗi nơi 5 ca, Đống Đa 4 ca, Thanh Oai, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trương, Tây Hồ mỗi nơi 3 ca, Thanh Trì 2 ca và Mỹ Đức, Thường Tín, Đông Anh mỗi nơi 1 ca. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay là 5.326 ca, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 2.122 ca, số ca mắc là đối tượng đã được cách ly 3.204 ca. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với tin tức trên kênh YouTube Sức khỏe và đời sống. Dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội đang ngày một gia tăng, nhưng những ca mắc mới trong cộng đồng, trong đó có ổ dịch tại Ninh Hiệp hiện đang rất căng thẳng vì chưa rõ nguồn lây nhiễm. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có những chỉ đạo dập dịch như thế nào? Việc điều tra nguyên nhân và xác định nguồn lây nhiễm này từ đâu đã được thực hiện ra sao? Kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 9 tháng 11, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội dẫn đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống dịch tại hai điểm nóng trên địa bàn huyện Gia Lâm và quận Long Biên. Tại chốt kiểm soát khu phong tỏa ở thôn 7 xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, lãnh đạo xã Ninh Hiệp đã báo cáo đoàn về tình hình dịch bệnh của địa phương. Cụ thể, đêm 30 tháng 10, xã nhận thông tin từ Bộ phận Y tế về việc phát hiện ca nhiễm đầu tiên trên địa bàn xã. Từ thời điểm đó đến ngày 8 tháng 11, trên địa bàn xã liên tiếp phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 không rõ nguồn lây nhiễm. Hiện nay, Ninh Hiệp đã xác định dịch ở cấp độ 4, nguy cơ rất cao, phong tỏa diện hẹp với 4 thôn, phong tỏa diện rộng với 2 thôn, diễn biến tình hình dịch tại xã vẫn phức tạp và lan rộng. Ngay khi phát hiện các ca bệnh, xã đã chủ động khoanh vùng dập dịch và được người dân nghiêm túc chấp hành. Bản thân các hộ kinh doanh cũng chủ động đóng cửa để tập trung phòng chống dịch trên địa bàn. Trước diễn biến phức tạp của ổ dịch này, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, địa phương cần làm rõ về nâng cấp độ dịch, việc triển khai 17 điểm phong tỏa trên địa bàn cần có sự giả soát, kiểm tra nghiêm ngặt, đi kèm với đó là các biện pháp quản lý chặt, công tác cách ly F1 và các khó khăn của huyện trong quá trình thực hiện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị huyện Gia Lâm và xã Ninh Hiệp phải nêu cao tinh thần chủ động cao hơn ngay từ cấp cơ sở đồng thời với các biện pháp liên quan xác định rõ cấp độ dịch để có biện pháp tương ứng, đảm bảo quản lý và khống chế chặt nguy cơ lây lan trên địa bàn. Bên cạnh đó là chủ động tổ chức phối hợp từ thành phố đến huyện xã khi có tình huống tương ứng. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tăng cường cơ chế phối hợp, điều hành với xã, huyện về công tác phòng chống dịch trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm sàng lọc cho 5.000 người. Trong tình hình cấp bách như hiện nay, các sở ngành quận huyện cần tích cực trao đổi trực tiếp để phối hợp triển khai, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giảm thủ tục hành chính, xử lý công việc bất kể ngày đêm để điều phối hiệu quả các công việc. Tổ chức xét nghiệm trả kết quả trong thời gian ngắn nhất để có biện pháp phù hợp, đưa F0 đi điều trị tại các cơ sở y tế của thành phố, F1 đi cách ly tập trung. Ông Chu Ngọc Anh nhấn mạnh cũng trong ngày 9 tháng 11, đoàn kiểm tra của thành phố Hà Nội đã đến khu công nghiệp Hà Nội Đài Tư, quận Long Biên. Đại diện khu công nghiệp cho biết, tối vào ngày 4 tháng 11, nơi đây phát hiện một số ca COVID-19 tại kho hàng của công ty Shopee Express. Địa phương đã thực hiện các biện pháp chống dịch, khoanh vùng phong tỏa cho kho hàng. Đến nay đã xác định có trên 370 F1 hiện đang ở trong công ty. Đại diện Shopee Express cho biết, tình hình trong khu phong tỏa ổn định, doanh nghiệp đã sắp xếp nơi ăn ở nghỉ ngơi cho cán bộ, công nhân với tổng số trên 570 người và đang nỗ lực phối hợp với chính quyền trong công tác phòng chống dịch. Liên quan đến việc kiểm soát dịch trên địa bàn, lãnh đạo quận Long Biên cho biết, công tác phòng chống dịch tại Shopee Express thuộc khu công nghiệp Đài Tư còn yếu, không cung cấp được sơ đồ làm việc, vì vậy khi có F0 rất khó xác định được trường hợp F1. Vì vậy số F1 tại đây lên đến trên 370 người, gây áp lực lớn trong xử lý dịch tại địa bàn. Đây là cơ chế điều hành doanh nghiệp, quản lý nhân sự doanh nghiệp còn thiếu và đề nghị có chế tài mạnh với doanh nghiệp thiếu phòng chống dịch. Trước việc công tác chống dịch còn yếu, ông Chu Ngọc Anh nhấn mạnh về nguyên tắc nếu không đảm bảo đủ biện pháp phòng chống dịch thì phải dừng sản xuất cả hệ thống chính trị nỗ lực ngày đêm mà các doanh nghiệp không chấp hành thì mọi công sức nỗ lực của chính quyền nhân dân thành phố khó có thể giữ vững được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh. Diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại thành phố Hà Nội nói chung và ổ dịch Ninh Hiệp nói riêng đã gây ra nhiều khó khăn cho sự kiểm soát của dịch Covid-19 và hoạt động giao thương tại chợ Ninh Hiệp. Theo đó, người dân trên địa bàn xã ai ở đâu ở yên đó, thực hiện các quy định về phòng chống dịch tự theo dõi sức khỏe tại nhà và khai báo y tế tại trạm y tế xã. Hiện tại lực lượng chức năng lập hàng rào tạm thời phong tỏa một số con đường quanh chợ vải Ninh Hiệp, đồng thời thông báo tạm dừng hoạt động các gian hàng để phòng chống dịch COVID-19. Hàng loạt tuyến đường ra vào chợ vải Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội được lực lượng chức năng tiến hành rào chắn, lập chốt kiểm soát dịch. Các cửa hàng tại chợ vải lớn nhất Hà Nội trong tình trạng cửa khóa then cài, một số tiểu thương còn lại tại đây đang tất bật dọn hàng hóa để trở về nhà. Ông Nguyễn Đức Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm cho biết đã tạm thời giãn cách toàn bộ xã Ninh Nghiệp từ 10 giờ 30 phút cùng ngày để tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm, lập chốt kiểm soát y tế và kiểm soát người ra vào địa phương. Theo đó, người dân trên địa bàn xã, ai ở đâu ở yên đó, thực hiện các quy định về phòng chống dịch, tự theo dõi sức khỏe tại nhà và khai báo y tế tại trạm y tế xã. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ninh Hiệp Nguyễn Văn Tuấn cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng đã về làm việc tại xã và có chỉ đạo trực tiếp kết luận thực hiện giãn cách toàn bộ xã Ninh Hiệp theo mức độ 4 đến khi có thông báo mới thay vì thực hiện phong tỏa như kế hoạch ban đầu. Theo lãnh đạo xã Ninh Hiệp, hiện tại xã có khoảng 19.000 dân phải thực hiện nghiêm các quy định áp dụng phòng dịch trên địa bàn. Để kiểm soát được tình hình dịch, lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương tiến hành truy vết, xét nghiệm nhanh, xét nghiệm PCR đối với những trường hợp liên quan đến các F0, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ dân đang sinh sống tại trục đường thôn số 7 có nguy cơ cao. Dự kiến địa phương sẽ tiến hành rào chắn, lập từ 30 đến 40 chốt kiểm soát tại nhiều khu vực như tuyến giáp danh với phường Đình Bảng, Từ Sơn. Các trục đường liên thông các thôn thực hiện lập chốt mềm, chốt cứng ở các đường liên xã, ông Tuấn nói. Theo các chuyên gia y tế, việc có thêm nhiều ca lây nhiễm mới sau khi cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới là điều đã được dự báo từ trước, bởi có nhiều ca lây nhiễm liên quan đến những người trở về từ vùng dịch nhưng không tuân thủ cách ly hoặc khai báo không đầy đủ. Hơn nữa, hàng quán, trung tâm thương mại mở cửa trở lại đã hút một lượng lớn khách hàng đến tham quan mua sắm, ăn uống. Đây cũng là quy luật tự nhiên, bởi lẽ sau một thời gian khá dài phải đóng cửa ở nhà thì nhu cầu đi lại ăn uống, tụ tập của người dân tăng cao cũng là lẽ thường tình. Tuy nhiên, điều đáng nói ý thức chấp hành phòng chống dịch của một bộ phận người dân chưa cao, nhiều người còn có tâm lý chủ quan lơ là như không đeo khẩu trang khi ra đường. Nhiều hàng quán không có tấm che, không yêu cầu khách hàng khai báo y tế, quét mã QR. Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, các ca mắc có chiều hướng tăng lên, nếu không kiểm soát tốt, không thực hiện các biện pháp một cách quyết liệt thì chắc chắn dịch bệnh sẽ bùng phát do đó cơ quan chức năng vẫn phải truy vết, phong tỏa trong phạm vi hẹp nhất có thể để tránh ảnh hưởng tới kinh tế, an sinh xã hội của người dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tin tức COVID-19 mới nhất trên kênh YouTube Sức khỏe và đời sống. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và gặp lại.